Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người một cái sự kiện đến từ cái sàn Onnert nhé. Thì với cái kèo này là mọi người phải làm ngay làm gấp, bởi vì cái chương trình airdrop này nó sẽ dành cho những ai tham gia đầu tiên thì sẽ để ăn chia cái tổng giải thưởng. Đó là để ăn chia cái giải thưởng là 10.000 cái đồng 10.000 đô cái đồng token EVKC nhé. Rồi thì với cái dự án đến từ sàn Onnert này ấy, thì chỉ dành cho những user mới chưa bao giờ đăng ký cái tài khoản sàn Onnert này, và thời gian diễn ra nó sẽ chỉ còn có 1 giờ nữa thôi, nên mọi người phải làm ngay làm gấp nhé. Và đây là một cái kèo tiền tươi, nếu mọi người nằm trong danh sách trúng thưởng thì mọi người có thể rút tiền được về ngân hàng luôn của mình. Đó thì sau khi kết thúc cái thời gian đếm ngược ở đây thì mọi người nó sẽ có một cái chữ airdrop ở đây. Mọi người sẽ bấm vào đây và tiến hành đăng ký KYC xác minh danh tính. Đường link đăng ký mình có để dưới phần mô tả nhé. Sau đó thì mọi người điền các thông tin, ví dụ như ID Twitter, ID Telegram hay cái những cái thông tin nào đó mà nó yêu cầu để hoàn tất đủ cái điều kiện của nó. Rồi thì cái phân phối phần thưởng này, 500 đô cái token EVKC nó sẽ dành cho 5 người tham gia đầu tiên, tức là 5 người may mắn tham gia đầu tiên sẽ nhận được mỗi người là 100 đô cái đồng EVKC này. Đó đâu đó tương đương với khoảng là 24 triệu gì đó. 10 đô, 100 đô, 2 triệu tư chứ. Đó, nó tương đương khoảng 2 triệu tư nhá. Và 100 đô token EVKC được chia đều cho 10 người tham gia tiếp theo. Tức là từ 10 người tham gia tiếp theo, 100 đô được chia đều cho 20 người tiếp theo và 100 đô được chia đều cho 30 người tiếp theo. Rồi, ở đây nó có một cái sự kiện phụ này, tặng 500 đô cho bất kỳ ai giới thiệu airdrop. 20 người giới thiệu may mắn giới thiệu được ít nhất 2 người bạn tham gia airdrop sẽ chia đều tổng giải thưởng là 250 EVKC. 5 người giới thiệu hàng đầu có ít nhất 50 lượt giới thiệu sẽ chia đều 300 cái đồng này nhé. Đặc biệt thì khi đăng ký cái tài khoản mới thì mọi người sẽ nhận ngay được là 200.000 VNDC và một token miễn phí khi đăng ký tài khoản Onnert. Nhận 40.000 VNDC cho mỗi một lượt giới thiệu thành công. Thì về các điều khoản và điều kiện này, airdrop sẽ diễn ra trong 72 giờ từ 13 giờ UTC, tức là vào 20 giờ tối nay đấy, ngày 22 tháng 10 cho đến 5 giờ UTC ngày 25 tháng 10. Người dùng cần hoàn thành xác minh KYC cơ bản để hệ thống cung cấp phần thưởng. Tức là trong thời gian diễn ra quá trình ấy, thì mọi người sẽ phải đăng ký vào KYC nhé. Mọi người để ý này, mọi người sẽ mở cái trang sự kiện này ra, sau đó thì chờ nó đếm ngược. Trước khi tham gia thì mọi người nên vào trước mấy phút, bởi vì sẽ có rất nhiều người tham gia nên mạng nó sẽ đơ lát, nên là cái điều đó là không thể tránh khỏi nhé. Và sau khi cái thời gian đếm ngược kết thúc, mọi người sẽ bấm vào airdrop và tiến hành đăng ký KYC xác minh danh tính cho mình. Đó, để dành những cái phần thưởng may mắn đến từ sàn Onnert. Rồi, ok, đấy là những cái thông tin vô cùng tuyệt vời đến từ sàn Onnert, một cái kèo tiền tươi nhé, mọi người đừng bỏ qua. Những ai chưa có tài sản là những ai chưa có tài khoản sàn Onnert thì hãy đăng ký ngay cho mình một tài khoản sàn Onnert để tham gia vào một cái sự kiện cực kỳ hot như này trên sàn Onnert. Và mình sẽ xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.